Xin chào các bạn, thưa các bạn, Khang Audio cũng rất là thấu hiểu cái quá trình mà những cái bạn mà chơi audio, đặc biệt là thích về âm ly đèn, rồi thích tự làm âm ly bóng đèn, làm thế nào để có một bộ vỏ đẹp và chi phí nó hợp lý, mà các cái sự thuận tiện để tạo ra một bộ vỏ có thể có được ngay mà không mất nhiều công trong việc làm thiết kế, làm cơ khí, là hoàn thiện bề mặt sơn. Mình muốn làm một cái âm ly nhưng mà nhiều cái phụ kiện quá, thì tại video này chúng tôi sẽ lắp ráp từ cái vỏ máy, từ cái chân máy đến các cái cầu vỉ, cũng như là hệ thống các cái phụ kiện như là cọc loa, cọc tín hiệu RCA, socket nguồn, cầu chì, đèn báo, công tắc và những cái lúm vặn volume. Nó tạo lên cái sự tổng thể, giải pháp về mặt gọi là thiết kế tổng thể cho một cái vỏ âm ly. Để từ cái vỏ âm ly này mà các bạn chỉ việc đi tìm cấu hình bóng, mua biến thế xuất âm, biến thế nguồn, hệ thống tụ trở để các bạn làm ra một bộ mảnh, và từ đó là các bạn có thể cho nó cất cao tiếng hát rất là hay rồi. Xin mời các bạn xem quá trình mà chúng tôi lắp ráp cái bộ vỏ âm ly này nhé. Xin mời các bạn.
bạn là video vừa qua vừa xong, chúng tôi chia sẻ với các bạn quá trình mà chúng tôi lắp ráp các cái thiết bị để tạo ra được một cái bộ vỏ kit cho âm quy đèn hoàn thiện. Tôi có hy vọng rằng là ở những cái video sau, chúng tôi có cơ hội để tiếp cận được đến những cái loại vỏ như là vỏ gỗ, rồi là mặt nhôm phay anode và các cái thiết bị đi kèm theo những loại vỏ gỗ. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm những cái video để chia sẻ với các bạn kinh nghiệm về làm những các cái vỏ gỗ cho Ampli. Khang Audio sẽ cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Một lần nữa xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video trải nghiệm tiếp theo.